Xin cho linh hồn bà cố Maria Cao Thị Huyền, linh hồn Martha Nguyễn Thị Thông, linh hồn Martino Bùi Nghĩa, linh hồn Giuse Đức, linh hồn Giuse Lộc được sớm về hưởng thánh nhân Chúa. Giáo sư cầu nguyện cho kẻ có tội biết ăn năn trở về cùng Chúa, ân hoán đổi của cộng đoàn chúng ta, đức tin vững mạnh sống đạo cho nên, và cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta được những người cao niên, những người bệnh tật, những người mới mổ xẻ được thành công và được mau chữa lành và mau hồi phục sức khỏe, đặc biệt cho cháu Thảo. Và giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chị em và ở cùng cha. Xin kính chào cộng đoàn dân Chúa. Một lần nữa chúng ta lại quy tụ nơi đây để thờ phượng và để cảm tạ Chúa vì những công ơn Chúa đã ban cho mọi người chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Xin cộng đoàn dân Chúa cùng với tôi cầu nguyện cho tất cả ý chỉ mà chúng ta vừa mới giao, đồng thời chúng ta dâng lên những các linh hồn chúng ta xin dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho bà ngoại của chúng thanh luôn là Maria Nguyễn Thị Thần, cũng đã qua được Chúa cầu về, cũng được mau sớm về hưởng thánh nhang Chúa cùng với ông ngoại gần đây mới qua đời. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng với giáo hội Hoàng Vũ bước vào Chủ nhật thứ năm mùa thường niên. Chúng ta đang sống với muôn ngàn tiếng gọi của cuộc đời đòi hỏi chúng ta phải trả lời một cách dứt khoát. Được Chúa chọn gọi bước theo Chúa là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi con người không dám can đảm đáp trả, bởi vì chúng ta thường nói rất nhiều mà làm thì chẳng được bao nhiêu. Trong tâm tư nguyện vọng, chúng ta muốn tôn thờ Chúa như một vị vua duy nhất của cõi lòng, chúng ta muốn dâng tất cả cho Ngài. Thế nhưng trong cuộc sống cụ thể, chúng ta rất ngại phải hy sinh, phải từ bỏ, phải dâng hiến cho Ngài. Giữa lý tưởng cao cả mời gọi với thực trạng của con người yếu đuối, luôn có một hố sâu cách biệt làm cho con người cảm thấy mình bất lực và muốn đẩy Thiên Chúa xa ra xa. Thế nhưng chính Ngài sẽ hành động để nâng đỡ sự yếu hèn của con người. Phục vụ lời Chúa hôm nay mà gọi chúng ta theo gương Thánh Phêrô luôn khiêm tốn hạ mình trước Chúa, để chính Chúa sẽ biến đổi chúng ta nên khí cụ bình an của Chúa cho thế giới hôm nay. Xin Chúa tiếp tục đẩy lui dịch bệnh Corona và giúp chúng ta luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, để chúng ta xứng đáng cứ hàm màu nhiệm thánh. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn ăn năn sám hối. Xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp chúng ta có nghị lực để tha thứ cho nhau. Xin Chúa đi đâu
Lời
Chẳng khác nào như một đứa trẻ sinh non. Thật vậy,
Tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa ở cùng với tôi. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. Đó là lời Chúa. Ông Simon đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiểu cho các bạn trai trên chiếc thuyền kia đến giúp. Nhưng người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede là Jacobe và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa. Kính thưa cộng đoàn Thiên Chúa, chúng ta vừa đón nghe lời Chúa qua ba bài đọc. Và trung tâm điểm của ba bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa và đáp trả lại khi Chúa gọi chúng ta làm việc tông đồ. Như trong bài đọc thứ nhất của tiên tri Isaiah, ông là một người thường dân của dân Do Thái mà Thiên Chúa đã gọi ông để làm tiên tri. Nhưng vì ông cảm thấy mình quá tội lỗi, bất xứng và môi miệng lưỡi ông đều dính bị ô uế,
Thế thì Thiên Chúa đã sai thiên thần Seraphim, thần sốc mến, lấy thanh hồng trên bàn thờ cung thánh đến chạm vào lưỡi và miệng của ông tiên tri Isaiah. Và ngay lập tức ông tiên tri Isaiah đã cảm thấy mình không còn bị ô uế, được ơn tha tội và ơn thánh hóa. Rồi Thiên Chúa mới hỏi rằng là bây giờ chúng ta phải sai ai đi? Thế thì tiên tri Isaiah đã tình nguyện xin sai quan đi. Tiên tri Isaiah là một trong bốn đại tiên tri của Cựu Ước, và Ngài luôn luôn vâng lời Thiên Chúa để đem tin của Chúa đến với dân của Ngài. Tuy rằng rất nhiều bị chống đối, nhưng Ngài có ơn can đảm vì Thiên Chúa ở cùng với Ngài. Trong bài đọc thứ hai, chúng ta thấy Thánh Phaolô tông đồ đã đi rao giảng tại thành Corinto và rất bị nhiều người chống đối, bởi vì nghĩ rằng ông không xứng đáng làm tông đồ, bởi vì đi bắt bớ đạo, và vì ông mà thầy phó tế Stefano đã tử vì đạo, bị ném đá, cho nên cảm thấy không xứng đáng. Và cho nên chính vì đó mà Thánh Phaolô nói tôi là một tông đồ hèn mọn, vô dụng. Tất cả các vị tông đồ kia đã được Thiên Chúa, Chúa Giêsu tuyển chọn, nhưng ông Phaolô đã được Thiên Chúa đổi tên từ Saulô và đến Phaolô, và Chúa đã hiện ra với ông mỗi ngày để dạy cho ông về phúc âm. Và chính vì đó mà ông không có đọc kinh thánh gì hết mà ông vẫn biết những điều mà các thánh tông đồ kia đã biết từ Chúa Giêsu Kitô sinh ra tại Bethlehem và cho đến khi Chúa chịu chết tại đồi Calvario, và Chúa sống lại và Chúa lên trời và truyền cho các thánh tông đồ đi rao giảng muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và Thiên Chúa luôn luôn ở cùng với ông. Và vì ông là một người nhiệt thành, nhiệt huyết để mà đem lời Chúa đến với những người không phải người Do Thái, tất cả là những người dân ngoại. Người Hy Lạp là cũng là người dân ngoại và được ơn trở lại, được làm con của Thiên Chúa, là dân tuyển chọn của Thiên Chúa. Rồi trong bài phúc âm hôm nay, chính chúng ta đã được nghe chính Chúa đã gọi ông Simon. Ông Simon là một người đánh cá ngư phủ, không có học thức và rất kinh nghiệm đầy mình. Nguyên cả đêm ông bắt cá mà bắt không được. Rồi Chúa Giêsu ra lệnh cho ông hãy thả lưới bên hiểu thuyền ở phía đằng sau xe vào lúc ban ngày. Nhưng bởi vì nể Chúa Giêsu Kitô như là một vị đấng tiên tri tối cao, cho nên ông Simon đã vâng lời, đã làm theo. Và chính vì ông làm theo mà ông đã bắt cá vào lúc ban ngày rất nhiều, và phải nhờ tới bạn trai để kéo lưới lên trên thuyền đến nỗi thuyền gần chìm. Đó là một phép lạ nhãn tiền trước mặt tất cả các bạn trai, đặc biệt là Thánh Phêrô. Thánh Phêrô cảm thấy mình là một người tội nhân quá tội và cảm thấy không xứng đáng. Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con không xứng đáng để đi theo Chúa. Nhưng chính Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi và thánh hóa họ để trở nên thánh và trở thành một vị tông đồ hiểu hiệu nhất. Khi tôi suy niệm về ba bài đọc ngày hôm nay thì tôi nhớ đến một câu chuyện đặc biệt nổi tiếng mà quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã từng nghe qua. Đó là câu chuyện của Thánh Joan Vianney. Thánh Joan Vianney là một người dân bạn trẻ đã dâng mình cho Chúa nhưng đầu óc rất chậm và ao ước rằng để một ngày nào đó để trở thành một vị linh mục và đem nhiều linh hồn, những người tội nhân về cho Chúa. Và chính vì ông đã đi học đến trường thi cử, Đức Giám Mục đã ra lệnh cho cha giáo phải khảo sát Ngài. Để mà được chịu chức linh mục, Ngài bắt buộc phải cần thi đậu. Và khi mà thi đậu hỏi câu hỏi này, câu hỏi thần học, thì Ngài không trả lời được trôi chảy. Và chính vì đó mà thầy giáo, cha giáo đã la Ngài và nói rằng là Ngài dốt đặc như con lừa. Thế thì ông Thánh Giovanni Vianney đã đáp lại: thưa cha giáo, hồi xưa Chúa dùng ông Simon
Và ông Simon đã dùng hàm răng con lừa đánh bại 3.000 quân Philistine. Đây là nguyên cả một con lừa, không lẽ Chúa không làm gì được sao? Và vì chính vì đó mà ông nhẫn nại và cuối cùng ông cũng được chịu chức linh mục. Và ông trở thành là một vị quan thầy của tất cả các linh mục trong giáo hội ngày nay. Là một vị thánh rất là tầm thường, ngu dốt như con lừa mà Chúa dùng, mà đem rất nhiều linh hồn về cho Chúa. Ngài ngồi tòa giải tội 18 tiếng đồng hồ một ngày, và người ta xếp hàng cả mai luôn, liên tục tới để mà xưng tội Ngài. Và chính vì đó mà quỷ Lucifer đã hiện ra với Ngài và nói rằng, nếu trên đời này có thêm một vị thánh Joan Vianney thì nước Satan chúng tôi sẽ bị sụp đổ trên thế gian này. Nhưng bởi vì chỉ có một người duy nhất, cho nên nước Satan không bị sụp đổ và đang phát triển mạnh, và đang làm việc suốt ngày suốt đêm để cám dỗ loài người, đem loài người ra khỏi Thiên Chúa bằng cách không đến nhà thờ, không cầu nguyện ở nhà tư gia, không giữ lề luật của Thiên Chúa, đủ loại cám dỗ hết. Cho nên chúng ta đang trong cuộc chiến thiêng liêng, và Chúa mời gọi chúng ta hãy làm tông đồ cho Chúa. Chúa đến kêu gọi những người tội lỗi chứ không phải là những người công chính. Và những người tội lỗi biến thành những người công chính và trở nên một người tốt, và từ từ sẽ trở thành một vị thánh. Riêng bản thân của tôi trước khi đi tu, tôi cảm thấy tôi là một người rất là trầm tiêu. Vì tôi, triết lý của tôi chỉ thấy trắng đen thôi, thấy sao nói vậy đó, rất là thành thật. Và tôi nghĩ rằng cái triết lý trong cuộc đời này nó quá trừu tượng, nó có những cái khu bạc mà tôi không nhìn thấy. Nhờ những các bạn trong lớp và những thầy giáo giúp cho tôi hiểu được có cái khu bạc, có cái khu vực của màu bạc chứ không phải chỉ có trắng đen không. Chính vì đó mà tôi xin cầu nguyện với Chúa trước nhà tạm, ngày nào cũng phải chạy ra xin Chúa giúp cho con hiểu về triết lý. Tôi nghĩ rằng là nếu Chúa không giúp tôi thì tôi không thể nào thi đậu được bằng học triết lý. Bởi vì tôi là con người rất là thẳng thắn, chỉ thấy trắng đen thôi, đúng hay là sai, chứ không có thể nào mà nó màu trong khu vực bạc. Mà lạ lùng khi mỗi lần tôi không hiểu triết lý, mỗi lần tôi thi toàn điểm B trở lên chứ không có điểm C. Đó là lạ lùng. Đó, tôi không hiểu nhưng mà tôi bịa đặt, phịa ra, phân ra, làm cho như mình biết, mình hiểu, nhưng thật ra không hiểu gì hết. Một thời gian sau Chúa mới giúp cho tôi hiểu về những trừu tượng như vậy. Và nhờ tôi hiểu và tôi mới giúp cho giáo dân hiểu được. Bởi vì bản chất của tôi chỉ thấy trắng đen, đúng hay là sai, giữ luật hay không giữ luật. Nhưng có những khu bạc chúng ta phải cần nhìn thấy. Và chỉ có Chúa mới có thể giúp cho chúng ta những khu vực bạc. Và tôi có trí nhớ rất là dở. Tôi mỗi lần thi chịu chức linh mục xong, tôi phải dùng tờ giấy để giảng. Mà không có tờ giấy tôi không thể giảng được, bởi vì trí nhớ không có đủ nhớ nổi nguyên cả một bài giảng. Mà ngày hôm nay quý cụ, quý ông bà và anh chị em thấy không? Tôi đứng lên giảng mà tôi không bị khớp, không bị tim nhảy ra lồng ngực giống như hồi xưa tôi vừa mới giảng. Đứng trước đám đông tôi rất cảm thấy rất là sợ hãi, rất là khớp. Mà ngày nay Chúa dùng tôi rao giảng không cần tờ giấy. Những ý tưởng vào trong đầu và nói cho giáo dân biết, đó là những điều Chúa làm việc trong tôi. Tôi chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa mà thôi. Cho nên nguyện xin Chúa và mẹ Maria giúp sức cho một người chúng ta học hiểu Chúa yêu những người tội lỗi, và Chúa muốn dùng người tội lỗi để đem những người tội lỗi khác về với Chúa. Đó là việc tông đồ hàng ngày. Cho nên nguyện xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta trong ơn gọi ngày hôm nay, đặc biệt là những người thân yêu được Chúa gọi về, được nghỉ yên trong Chúa, vì họ đã làm việc tông đồ nguyên cả cuộc đời. Xin Chúa chúc phúc cho cộng đoàn chúng ta bây giờ và mãi mãi. Amen. My dear friends in Christ, the whole central theme of today's reading is to challenge all of us to respond to God's calling. It's a calling, whether we single, married, or become religious life or priesthood.
But God loves sinners. And he came to call sinners, especially St. Peter. He felt himself like a sinner, and he's a big sinner, and he's not worthy. But God chose him, called him, and chose him to become one of the most effective apostles, the chief apostle, the first pope in the Roman Catholic Church. God also called St. Paul. He is the persecutor of the Roman Catholic Church 2,000 years ago. And God forgave his sins and transformed him to become one of the most effective apostles. And that's why he became the apostles of the Gentiles. And today's word, God continues to call you. And if you listen to God's voice and you think that God called you to become whether priesthood or become religious life, like a brothers or sisters, please contact me after the Mass. I will refer you to a vocation director of the Diocese of San Jose. But our challenge today is to listen to the Word of God. God has called us from a sinner to become a righteous person through our faith in our Lord Jesus Christ. And when we are responding to God's call, God transforming us, and one day we become a living saint or a saint in the next life. So may Almighty God continue to bless all of us now and forever. Amen. Xin mời đồng đoàn cùng đứng thay vì đọc kinh tế kiến trả lời những câu hỏi sau đây. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang được bên hiệu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện và Công giáo Tin Mầu nhiệm Hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Đó là đức tin của đạo Công giáo chúng ta mà từng người một chúng ta vừa mới tuyên xưng. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kế thiệp với Chúa Kitô để được sống muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, ơn gọi làm Kitô hiểu, làm tông đồ của Chúa là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho chúng ta. Với tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, Đức Giám mục Oscar, các đức giám mục, linh mục và các vị chủ chân luôn biết lắng nghe và làm theo ý Chúa trong sứ vụ chinh phục các linh hồn và dẫn về nước Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này con đây, xin hãy sai con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ trên thế giới hiểu được giá trị của ơn gọi Kitô hữu, để họ tích cực hơn trong việc phát triển đời sống tâm linh, hầu can đảm dấn thân theo Chúa và chấp nhận hy sinh cuộc đời vì lý tưởng trời cao. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý anh chị em dự tòng và cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống khiêm tốn, hạ mình trước Chúa bằng cách sốt sắng tham dự thánh lễ và các giờ kinh gia đình, từ đó luôn ý thức mọi ơn lành chúng ta có được đều là nhờ ơn Chúa.
Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện xin cho các linh hồn mới qua đời và các linh hồn lễ dỗ trong giáo xứ chúng ta, cùng các ý chỉ xin cho các linh hồn khác trong thánh lễ này. Trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện riêng và các ý chỉ khác xin lễ hôm nay. Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn được xin lễ hôm nay vào hưởng niềm hoan lạc trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con biết sự khiêm nhường để nhận ra những yếu đuối của chúng con và cho chúng con sức mạnh vượt lên sự yếu đuối. Nhờ ơn Chúa giúp chúng con sẽ có được niềm vui để khám phá ra rằng chính khi chúng con yêu là lúc chúng con mạnh, bởi vì quyền năng của Chúa trở nên có hiệu lực đối với cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
là nguồn mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhìn qua lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thầy thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là một nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lắng nghe Chúa chịu chết và vinh dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lên. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận cho tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Chúa Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Giáo hoàng về hưu Benedicto, Đức Giáo mục Oscar, Đức Giáo mục về hưu Patrick và Carlos chúng con, toàn thể hàng giám mục, hàng giáo sĩ, tất cả quý ân nhân của giáo sư và gia đình chúng con và toàn thể chân viên của Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả ý lễ mà chúng con cầu nguyện cách riêng dâng lên Chúa trong thánh lễ này, nhất là những các linh hồn được xin ý lễ hôm nay, các linh hồn mới qua đời, đặc biệt là linh hồn Giuse Nguyễn Văn Y và các linh hồn lễ chỗ, các linh hồn người thân yêu, thân nhân, ân nhân, bạn hiểu, các linh hồn linh mục nam nữ tu sĩ, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi chưa được rửa tội, các linh hồn qua đời vì Covid, các linh hồn của những người ngoại đạo và các linh hồn trong lửa luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả ý khấn trong toàn và tất cả ý nguyện riêng mà chúng con đang giữ thầm kín trong thâm tâm của mỗi người chúng con đây, đặc biệt là những ý chỉ khác mà chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này, như xin Chúa Kitô, Đức Mẹ Maria Mông Côi, Thánh cả Giuse Thánh Mi-ke, Tổng lãnh Thiên Thần, theo Thánh Y Chúa lấy đi quyền phép của siêu đoàn tà ma ngoại đạo quỷ thần, giữ thần giữ và cấm chúng trở lại, bảo vệ gìn giữ và chữa lành cho cháu Stefano Hiến, Giuse David và 7 người ẩn danh. Cầu nguyện cho kẻ có tội biết ăn năn trở về cùng Chúa, ơn hoán đổi trong cộng đoàn của chúng con, đức tin vững mạnh sống đạo cho nên bình an, niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, công an việc làm tốt đẹp. Những ai không có việc làm thì kiếm được việc làm, những ai bị bệnh trong cộng đoàn của chúng con thì được chữa lành và mau hồi phục sức khỏe. Xin được tạ ơn Chúa và xin được như ý. Xin Chúa hãy đoái thương đón nhận lời. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con nội ngoại hai bên đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hãy thấy được vào hưởng ân san tôn nha Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Bà Trôn Thừa Nương, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse, bạn thân sạch của Đức Maria, các thánh tông đồ, Thánh Clara, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô, con yêu quý của Chúa. Chính nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta ra nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha ta sang, được Cha chỉ đến
thương yêu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các thánh tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an của Chúa cho nhau bằng cách cúi đầu chào. Đây Chúa Giêsu Kitô, chi Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chi Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa mừng làm nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình thắng hồn thân Chúa dịp dịp chúng con, mang cho chúng con sự sống muôn đời. Thank you.
Giáo xứ bỏ vào giỏ xin tiền của thánh lễ cuối tuần
cách mạng của giáo xứ. Cha chánh xứ ước mong mọi người tham gia đóng góp vào chương trình này. Xin cảm ơn lòng hy sinh và quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Chương trình giáo lý Việt ngữ và sinh hoạt thiếu nhi sẽ trở lại nhà thờ vào ngày 12 tháng 2. Buổi học thứ 5 của khóa nền tảng mục vụ sẽ được tổ chức vào thứ 5, ngày 10 tháng 2, lúc 6 giờ rưỡi tối, tại hội trường của giáo xứ. Xin mời cha Hugo Rojas, xin cộng đoàn chào đón ngài với một tràng pháo tay. Hello everyone. Church as we like it, as we love it, very welcome. I'm here today especially to stress our message. We are at the very beginning of our ADA 2022, and first of all I want to express my gratitude on behalf of the Diocese of San Jose and Bishop Oscar Cantu to your contribution last year in ADA 2021 and Parish Assistance Campaign. Thanks to your effort, thanks to your generosity and your commitment, we have paid off our mortgage. We collected all the necessary funds to fulfill our responsibility, and the last payment of our mortgage was done last month, January. So actually we are, thanks to you and your commitment and generosity, we are debt-free parish, and actually all our funds in this new campaign, ADA 2022, our contribution will be to remodel the second floor of our parish hall. Actually, it's the biggest need in our parish, and we need that hall to be remodeled, to be fully functional for all our communities in the parish, especially for catechism classes. The amount required, the contribution required by the Diocese of San Jose for our parish this year is 60,000. To that amount, we add 100,000, and that is the fund that we need to remodel our second floor parish hall. So we have a total goal of 160. We are in the first weekend of our ADA campaign. Thank you so much for the contribution, the love, and the commitment with our parish. And together, as a community, as one family, we will have another good and blessed year and a blessed campaign. Thank you so much. God bless you all, and have a beautiful week. Xin cho phép cho tôi được thông dịch những lời cha chánh xứ Hugo Rojas vừa mới chia sẻ với chúng ta. Trước tiên là cha xin chân thành cảm ơn sự rộng lòng quảng đại của Công đoàn Dân Chúa Việt Nam chúng ta đã đóng góp rất là tốt đẹp trong 2021 vừa qua, đã giúp cho giáo xứ để mà trả nợ cái tiền mortgage đã xong. Cái tháng vừa rồi là cái tháng cuối cùng chúng ta trả nợ tiền nợ của nhà thờ. Hiện bây giờ chúng ta không còn nợ của nhà thờ nữa. Nhưng mà trong chiến dịch của ADA, giáo hội, giáo phận kêu gọi đóng góp hàng năm để mà cái mục tiêu của chúng ta, của giáo phận San Jose hiện bây giờ năm nay là 60.000 đô la. Nhưng mà để mà sửa tân trang lại cái lầu 2 của hội trường đang bị mục nát thì phải cần mất 100.000. Cho nên cha xin cộng đoàn Dân Chúa chúng ta tiếp tục rộng lòng quảng đại giúp đỡ cho cái chiến dịch của năm 2022 này được thành công, và cha chúc cho cái chiến dịch này đều tốt đẹp. Xin Chúa chúc phúc cho cộng đoàn của chúng ta và cho chiến dịch năm nay. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được quá chỉ tiêu để nhờ cái số tiền đó mà để tân trang lại, để mà cho các em học giáo lý ở trên lầu 2. Còn ở dưới thì có thể là tương lai cha dùng để mà cho mướn, để mang tiền vô cho giáo sư của chúng ta. Một lần nữa cha xin thân chân thành cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã hy sinh đồng tiền mồ hôi nước mắt để đóng góp vào trong cái chương trình chiến dịch của giáo xứ, và là đồng thời chúng ta bỏ tiền vào nhà băng trên nước trời để xin Chúa trả công bù hậu cho chúng ta sau này. Xin thân.
đại diện Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam xin có đôi lời với gia đình nhà hiếu tang quyến của chúng thân. Sự ra đi của ông ngoại của chúng thân là linh hồn Giuse Nguyễn Văn Y là sự mất mát đau khổ lớn nhất cho gia đình. Cho nên Cộng đoàn Dân Chúa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của ông Giuse Nguyễn Văn Y qua đời 90 mấy tuổi, phải không ạ? Và hưởng thọ 90 mấy tuổi, là lễ hôm nay là lễ tạ ơn khi lễ cuối cùng, bởi vì qua đời bên Việt Nam và cho nên nhà hiếu không có thể bay về Việt Nam được, cho nên có một cái linh cữu ở đây để cộng đoàn chúng ta tiếp tục an ủi qua sự cầu nguyện và sự hy sinh để cầu nguyện cho nhà hiếu và tang quyến trong lúc này, đặc biệt cho trưởng thành, để có cái niềm an ủi đó, để trưởng thành tiếp tục có niềm hy vọng để mà tiếp tục phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, có sự nâng đỡ cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa đứng hậu thuẫn, hỗ trợ đứng đằng sau gia đình. Sự ra đi của ông là sự mất mát và cũng là mất mát cho cộng đoàn ta bên Việt Nam, và xin Chúa sớm đưa linh hồn cụ Giuse Nguyễn Văn Y và bà ngoại là Maria Nguyễn Thị Thịnh được sớm được hưởng thanh nhan Chúa. Xin hãy. Và sau đây xin ban phép lại cho linh cữu. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phép lại linh cữu của linh hồn cựu Giuse Nguyễn Văn Y được nghỉ yên trong Chúa bây giờ và mãi mãi, nhân dân cha và con và thánh thần. Và sau đây tôi xin gửi lời kính chúc tốt đẹp nhất tới cộng đoàn Dân Chúa được luôn luôn bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình, vui vẻ và được nhiều ơn Thánh Chúa và dồi dào sức khỏe. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ cộng đoàn chúng ta có mọi sự giữ khỏi bệnh dịch Corona, khỏi vi khuẩn biến thể Omicron và Alpha và Delta. Tôi xin hẹn gặp lại lần tới. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin cộng đoàn Dân Chúa cúi đầu để lãnh nhận phép lành. Xin Thiên Chúa toàn năng luôn loại trừ khỏi anh chị em hết mọi điều xa tai hại và đoái thương tuôn đổ trên anh chị em phúc lành của Ngài. Amen. Xin Thiên Chúa làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng nghe lời Chúa để tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui muôn đời. Amen. Ước gì nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải, anh chị em luôn tiến bước theo huân lệnh Chúa và được nên đồng thừa từ với các công dân nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành trên anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an để phục sự Chúa và yêu thương nhau. Amen. Chúa. Cha có việc làm cho con hả?
con thất nghiệp rồi. Cứ chăm đọc cần cha chỉ có. Qua đây cùng cha đi. Rốt thôi xuống đi. Ủa số này đâu rồi? Mang ra đây đi. Ừ, mang lên. Để em xem con cho hiền. Không phải, bé đó, con. Đây là nhà con đây. Mà em xem đó hỏi con. Sao vậy, sao này mà hỏi?